Ok, hello anh chị nhà đã xem video này nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club, cũng như là quay trở lại với series của em Mua gì lãi cao tập số 2. Thì tập số 1 em đã làm về con CEO, con sale á. Thì anh chị nào chưa xem thì có thể mình xem lại những cái phiên rung lắc sắp tới thì mình vẫn có thể gọi là áp dụng được cái video đó. Mua gì lãi cao, mua sale tập 1. Đấy. Thì giới thiệu về đôi chút về bản thân thì em tên là Tính, hiện em đang là thành viên của câu lạc bộ Ichimoku Club cũng như là đang công tác tại công ty cổ phần chứng khoán VBS, thì mong được nhận được sự giúp đỡ cũng như là hỗ trợ từ quý anh chị nhà đầu tư. Thôi mình sẽ vào vấn đề chính luôn ha. Mã BCC xi măng Vĩnh Sơn thì hôm nay em thấy có tín hiệu khá là tốt từ mã BCC, đó là đây là một phiên confirm nó vượt chính thức vượt mây cũng như là nó vượt được vùng kháng cự 15.5. Đấy, khi mà ngày mai, phiên ngày mai cũng như là mốt khi mà VN Index của chúng ta có những nhịp rung lắc thì mọi người có thể canh là mua được con BCC này, khi nó test lại vùng tầm 15.3, 15.3 cho tới 15.5 là cái vùng đẹp nhất để một con BCC. Còn nếu anh chị nào mà không tiếc một vài giá, một vài like giá như là 0.5 giá, 0.4 giá thì mình có thể gọi là mình mua luôn giá hiện tại cho em. Đấy. Vì sắp tới con BCC này và ngành xi măng nói chung sẽ được hưởng lợi khá là lớn từ việc gọi là giá than giảm cũng như là các nguyên liệu đầu vào khác giảm, thì từ đó xi măng cũng sẽ được hưởng lợi. Và chưa kể đến việc gọi là từ đây tới nửa cuối năm nó sẽ được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công và cũng như là các công trình dự án sẽ bắt đầu hoạt động trở lại, thì việc xi măng là không thể thiếu. Này, khi mà dòng tiền chủ yếu đang tập trung ở bên băng chứng thép thì em lại kiếm những cái con mà nó đang nằm ở biên dưới và nó vẫn được hưởng lợi từ đây cho đến nửa cuối năm, để gọi là khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn. Đấy. Thì em sẽ đo mức lợi nhuận cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Đây, tầm 15.8 mà em sẽ lấy lên target em đặt ra trong này là tầm 18 đến 19, thì em sẽ lấy mức cao nhất nha, mức cao nhất là 19 đi. Đây, mức cao nhất mà nó về được là 19 thì mức lợi nhuận mà nó có thể mang lại cho mình đó là 20%, và tất nhiên là phải có mức cắt lỗ để gọi là quản trị rủi ro. Thì mức cắt lỗ em sẽ lấy vùng giá mua là 15.8, mức cắt lỗ sẽ là vùng giá 15, thì mức cắt lỗ của chúng ta sẽ rơi vào tầm khoảng 5%. Thì cái risk and reward đây em thấy khá là hấp dẫn. Cái risk ở đây là cái tỷ lệ phần trăm mà mình cắt lỗ, ở đây là 5%, và cái reward ở đây là cái lợi nhuận mà nó mang lại cho mình đó là 20%. Một đồng rủi ro nó đổi được 4 đồng lợi nhuận, thì em thấy đây là cái deal rất là hấp dẫn, cho nên mọi người có thể theo em cái deal này. Ai theo em cái deal này mà hẹn về mà có lời mà đạt target đúng như tầm 18 19 mà chốt lời thì có thể gọi là mời em đi cà phê, giao lưu với em Tín một ly cà phê để gọi là tiếp thêm cho em động lực để ra thêm các video tiếp theo về cái series mua gì lãi cao, khuyến nghị cho quý anh chị. Đó. Thì video đến đây cũng là kết thúc, thì tạm biệt quý anh chị và cảm ơn mọi người đã xem cái video này, và hẹn gặp mọi người ở trong video tiếp theo.